bạn đang gặp vấn đề về truyền tải hình ảnh do đầu chuyển đổi không tương thích thì đây chính là hai giải pháp dành cho bạn. Đó chính là bộ chuyển đổi từ SDI sang HDMI và bộ chuyển đổi từ HDMI sang SDI đến từ nhà Ugreen. Tên đầy đủ của sản phẩm này là bộ chuyển đổi SDI sang HDMI mã 40965. Còn đây là bộ chuyển đổi chiều ngược lại từ HDMI sang SDI mã 40966. Và hai sản phẩm này thì được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giám sát video, radio, truyền hình, hội nghị hoặc là giảng dạy. Và bây giờ thì hãy cùng mình unbox xem sản phẩm này có gì nhé. Và bây giờ thì mình sẽ unbox sản phẩm SDI sang HDMI. Sản phẩm này thì bao gồm có một bộ chuyển đổi này, dây nguồn và sổ hướng dẫn sử dụng. Bộ chuyển đổi thì có vỏ là màu đen, thiết kế thì bằng nhựa ABS, bền bỉ chống va đập và với kích thước nhỏ gọn là 82 x với 46 x với 26mm, chỉ tương đương với khoảng 3 ngón tay của mình thôi và nặng khoảng 200g, rất là tiện lợi khi mình mang theo người. Xét về cấu tạo của bộ chuyển đổi này thì ở phía bên cạnh này được thiết kế lỗ tản nhiệt cao cấp giúp tăng tốc độ tản nhiệt hiệu quả và hoạt động tốt hơn và có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ. Ngoài ra thì còn có đèn báo tín hiệu cho video và đèn báo nguồn. Đèn báo hiệu cho video thì sẽ có màu xanh và đèn báo nguồn thì sẽ có màu đỏ. Và xét về nguồn điện kết nối ở đây thì sẽ cấp điện cho bộ nguồn này với 5V và 1A và công suất tiêu thụ tối đa là 0,75W và rất là tiết kiệm điện năng. Về input thì chúng ta có cổng SDI và output là cổng HDMI. Bộ chuyển đổi này còn hỗ trợ đầu ra đồng bộ video và âm thanh giúp các bạn có thể thưởng thức hình ảnh chất lượng HDTV. Ngoài ra, sản phẩm Ugreen 40965 này còn được ứng dụng để làm bộ kéo dài tín hiệu HDMI bằng cáp đồng trục với tín hiệu hình ảnh 3G, HD và SD, hỗ trợ tốc độ truyền tải lên tới 2,97GB trên 1 giây. Và trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều hãng có bộ chuyển đổi thế này nhưng mà sẽ không đi kèm với dây nguồn. Còn của nhà Ugreen thì các bạn sẽ sử dụng luôn cái dây nguồn đi kèm này. Và cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần cắm điện và sử dụng, không cần phải cài đặt thêm phần mềm gì cả. Nhưng mà lưu ý rằng là thiết bị này thì chỉ sử dụng một chiều thôi, tức là mình đang dùng mã 40965 thì chỉ chuyển từ SDI sang HDMI và mã 40966 thì sẽ chuyển ngược lại từ HDMI sang SDI. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt và trải nghiệm sản phẩm Ugreen 40965 nhé. Còn sản phẩm mã 40966 thì cũng sẽ kết nối tương tự. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm nguồn cho bộ chuyển đổi này bằng chiếc dây nguồn đã được chuẩn bị. Bây giờ thì mình sẽ dùng dây SDI để kết nối với máy quay. Và mình sẽ dùng đầu còn lại để kết nối với bộ chuyển đổi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc cổng HDMI đã kết nối với TV đằng sau mình để cắm vào bộ chuyển đổi này. Và đây là hình ảnh mà chiếc máy quay này đã ghi lại và đã được truyền lên chiếc TV này. Và trên đây là toàn bộ thông tin về bộ chuyển đổi từ HDMI sang SDI và SDI sang HDMI của nhà Ugreen. Cảm ơn các bạn đã đón xem, còn nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin thì hãy để lại comment phía bên dưới hoặc gọi cho số hotline để chúng mình tư vấn rõ hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!